chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, gặp thời đổi kiếp giàu sang. Quý khán giả thân mến, cổ nhân vẫn có câu: dẻ người dẻ mặt khó dẻ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Thế nên ở đời ta không thể biết được ai là người ngay thẳng, ai là kẻ tiểu nhân. Nhân vô thập toàn sự vô hoàn mỹ, có những việc bản mệnh càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Thế giới rộng lớn lắm, lòng người lại khó đoán. Thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Theo tử vi, mỗi con giáp sẽ trải qua những vận hạn khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm. Có những lúc sao xấu chiếu mệnh, cuộc sống trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất. Nhưng cũng có những thời điểm sao tốt chiếu rọi, phú quý lâm môn, thì mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, những người tuổi Tân Hợi sinh 1971 sẽ được trời đất đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Quý khán giả thân mến, vận trình của tuổi Tân Hợi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này có thể được diễn tả qua những dần thơ như sau. Tuổi Tân Hợi thời điểm này thật thịnh vượng, tiền giàu như suối phước đầy dơi, công danh rạng rỡ tài lộc phát, số vàng hốt bạc hái lộc trời, tiền giàu như nước không hề cạn, lộc cũ nở qua lộc mới đến. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận nhiều cơ hội tài chính, nhờ có sự phù trợ của thần tài và quý nhân, công việc kinh doanh trở nên suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao. Đối với những ai làm công ăn lương, đây là thời điểm thuận lợi để thăng tiến trong sự nghiệp, bản mệnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Không chỉ tiền bạc dồi dào mà sức khỏe cũng ổn định, tinh thần phấn chấn, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, quý bản mệnh tuổi Tân Hợi cũng cần chú ý giữ gìn các mối quan hệ xã hội, bởi đây là thời điểm mà sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công của quý bản mệnh. Hãy luôn mở lòng và chia sẻ, bởi đôi khi sự giúp đỡ bất ngờ sẽ đến từ những người mà quý bản mệnh ít ngờ tới nhất. Gia đình cũng là điểm tựa vững chắc, hãy dành thời gian quan tâm và chăm sóc những người thân yêu để tạo ra một môi trường hòa thuận, ấm áp. Vậy vận trình tử vi chi tiết của tuổi Tân Hợi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là lời luận giải chi tiết của kênh Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để hiểu rõ hơn về những điều may mắn và cơ hội đang chờ đón quý bản mệnh trong thời gian tới. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971 thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo, tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng họ mới phản kháng. Nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến, do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng. Họ khoan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt lợi dụng. Tân Hợi sinh 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, hòa đồng, thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm.
Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Tân Hợi, vì thế họ thường được hưởng nhiều phước lành, đi đến đâu, làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra, về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971, thực chất đã có khí chất tôn quý, sang chảnh, nên tính cách thường thanh cao, khác hẳn với những người thông thường khác tiếp xúc với họ. Dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng và quý phái. Vì tuổi Tân Hợi ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc như đinh, họ cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi lúc khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy, hành vi của tuổi Tân Hợi thường độc lạ, mang một phong thái riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành vi quân tử của họ. Trong việc làm và đời sống, tuổi Tân Hợi có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý, nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực tối cao thì mới có chỗ đắc dụng. Cho nên vì thế, tuổi Tân Hợi giàu chí tiến thủ, muốn được góp sức và lập sự nghiệp, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn và tiêu dao. Người tuổi Tân Hợi rất tinh xảo, có năng lực cảm thụ và năng lượng thẩm mỹ nghệ thuật. Họ là những người suy nghĩ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nhược điểm cần khắc phục nhất của Tân Hợi chính là sự cá tính, dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết. Đối mặt với gian nan, thử thách, họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại, có khi còn vì quá thành thật, trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội, nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không câu nệ, hình thức người tuổi Tân Hợi, tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi,
Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ, thì không có gì ngăn cản họ được. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh, nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng, an nhàn. Tổng kết cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang tuổi trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Nam mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy nam mệnh tuổi Tân Hợi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Thời gian này, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, Tân Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Tân Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Tân Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của Tân Hợi. Xét về phương diện tình cảm gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình tình cảm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này của Tân Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Xem tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi cho biết, thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Tân Hợi. Đây là khoảng thời gian vận khí của Tân Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi vào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, Tân Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Tân Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan. Thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp Tân Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này Tân Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tân Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Tân Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hơn nữa, Tân Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống.
hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ giả hay giao phó cho người khác, để hạn chế việc mắc lỗi mà Tân Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Tân Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Tân Hợi sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Tân Hợi rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu Tân Hợi luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, Tân Hợi cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí Tân Hợi có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này, Tân Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Tân Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Tân Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Tân Hợi. Xét về phương diện tài lộc, cô tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Tân Hợi có sự thăng trầm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi sẽ rất suôn sẻ và Tân Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu tài vận trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Tân Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Tân Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu. Nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ được để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Tân Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Tân Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Tân Hợi. Đồng thời, Tân Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, Tân Hợi có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của Tân Hợi. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong từng tháng âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, về cơ bản tuổi Tân Hợi duy trì được một sức khỏe tốt, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, trở nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập
Bán mệnh hãy dành thời gian ở bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 11 âm lịch này do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp con giáp này tìm ra định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình. Từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi Lâm Quang sẽ giúp tuổi Tân Hợi thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Tân Hợi cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình, không nên ôm đồm quá mức, khiến cho cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì con giáp này nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để bản mệnh tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Hợi cũng được tận hưởng hạnh phúc do tình cảm đem lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình hòa thuận cũng giúp cho con giáp này có thêm nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình, nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Bản mệnh thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng, cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bạn hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội. Với người đã có gia đình, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia. Đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp cô tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch. Nhìn chung, phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong tháng này. Chỉ cần bạn chịu cố gắng bỏ công bỏ sức thì bạn ắt sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhờ có tam hội chỉ đường dẫn lối, con giáp này cư xử một cách khéo léo, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nên các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh biết cách hòa hợp và hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, nên công to việc lớn nào cũng hoàn thành đúng hạn. Thêm vào đó, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này còn giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội mới, hoặc chỉ ra cho bạn những hướng đi mới khi bản mệnh còn chưa nhận ra. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức mình, tin rằng bạn sẽ gặt hái được những thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, nên đôi khi bạn rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, lại ngại tâm sự với người khác. Đừng phức tạp quá mọi chuyện,
Hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn. Nếu không thể tự mình giải quyết thì đừng ngại nhờ vả người khác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này tuổi Tân Hợi có cơ hội được đón tin vui trên phương diện tài lộc ngay trước thềm năm mới. Nhờ vậy mà bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ bạn hàng đối tác rộng rãi, nên việc làm ăn tiến triển suôn sẻ, bạn kiếm tiền về đầy túi. Thậm chí khoản tiền đó còn nhiều hơn dự tính của bạn. Để có thể kiếm được khoản tiền đó, con giáp này sẽ phải di chuyển đi đây đi đó khá nhiều. Song dịch mã khuyên bạn chớ nên ngại vất vả. Bạn càng cố gắng chăm chỉ bao nhiêu thì càng đạt kết quả được rỡ bấy nhiều. Thậm chí trong quá trình di chuyển, bạn còn vô tình quen được với quý nhân hoặc đối tác ăn ý. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho bạn có một khoản lương thưởng dư dả nếu thấy mình đã cố gắng nhiều và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả một năm vừa qua. Tuổi Tân Hợi cũng đừng ngại đề xuất tăng lương cho mình tháng này. Với người có ý định bước chân vào một lĩnh vực mới, bạn không cần phải quá vội vã bắt tay vào làm ngay lúc này. Hãy dành thời gian tính toán kỹ lưỡng hơn về các yếu tố tác động. Làm gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng để chủ động hơn trong mọi tình huống. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi khá lạc quan trong tháng 12 âm lịch này, chủ yếu là nhờ mọi việc tiến triển thuận lợi, nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm công việc bận rộn, con giáp này có thể phải di chuyển nhiều, giao tiếp nhiều, nhưng dù sao cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên bắt cơ thể làm việc khi đã quá mệt mỏi, để tránh những sự cố không đáng có. Nếu phải tham gia các buổi tiệc tùng liên quan, hãy nhớ uống ít rượu bia, ăn ít độ chiên rán hoặc cay nóng. Khi không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này phương diện tình cảm của tuổi Tân Hợi thiên về yên bình. Đó là điều mà nhiều người dù có mong muốn cũng không được. Vì vậy mà bạn cần biết cách trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình, nên không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm nửa kia. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè, hoặc thử trò chuyện với một người nào đó, có thể người mà bán mệnh đã chờ đợi suốt bấy lâu, sẽ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Nếu đang có thiện cảm với một người nào đó, con giáp này đừng ngại trò chuyện thường xuyên để tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy nói chuyện về những chủ đề mà người ấy quan tâm, bạn sẽ dần hiểu hơn về đối phương, đồng thời cũng chiếm được thiện cảm của người ấy. Với các cặp vợ chồng, hai người sống hòa hợp vì đã biết đặt mình vào vị trí của nữ kia, bạn cũng ý thức được những điểm chưa tốt của mình để sửa đổi, đồng thời bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên, việc đôi bên mâu thuẫn vẫn khó tránh khỏi. Song trải qua những lần tranh cãi, hai người thấy thấu hiểu nhau hơn, bạn cũng luôn kiềm chế cơn nóng giận để không lỡ nói ra lời tổn thương người ấy. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, về tuổi Tân Hợi sinh 1971, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tý. Trong kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Tý phải điều chỉnh thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ. Tuổi Tý nhanh nhạy và thiên hướng kiếm tiền tốt, biết cách tận dụng người khác để làm giàu. Tuổi Tân Hợi yêu sự giàu có, nhưng trong mắt của tuổi Tý, tuổi Tân Hợi lười hơn so với những gì tuổi Tý mong đợi. Điều này khiến tuổi Tý thỉnh thoảng nặng lời. Mặt khác, tuổi Tân Hợi khá kiên định lập trường, khi đã đưa ra quyết định khó lòng thay đổi. Tính cách này có hai mặt. Đối với mối quan hệ của hai người phụ thuộc vào hành động mà tuổi Tân Hợi làm có trùng khớp với điều mà tuổi Tý muốn hay không. Tuổi Tân Hợi với tuổi Sửu. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Tân Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Tân Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Sửu. Tuổi Tân Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi rất hay hài lòng. Tuổi Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Tân Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Tân Hợi. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai.
Tuổi Tân Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Tuổi Tân Hợi với tuổi Dần, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Dần sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Tân Hợi khá chăm chỉ, và sự nỗ lực của tuổi Tân Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Tuổi Tân Hợi với tuổi Mão, nếu là đối tác làm ăn, tuổi Tân Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, và tuổi Mão sẽ gửi trọn niềm tin tuyệt đối cho tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Mão, và hai con giáp này sẽ cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Tuổi Tân Hợi với tuổi Thìn, nếu hai con giáp này là các đối tác làm ăn, tuổi Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Tân Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người. Dưới sự lãnh đạo của tuổi Thìn, bởi tuổi Tân Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tỵ, nếu tuổi Tân Hợi và tuổi Tỵ cùng hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Tỵ thông minh nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Tân Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của Tân Hợi và tuổi Tỵ sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển, những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Tuổi Tân Hợi với tuổi Ngọ, trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt, nhờ vào khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Tân Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Tân Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của tuổi Ngọ. Tuổi Tân Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Ngọ. Tuổi Tân Hợi với tuổi Mùi, trong làm ăn kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Mùi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Mùi. Nhìn chung, tuổi Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Tân Hợi làm chủ. Tuổi Tân Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Tuổi Tân Hợi với tuổi Thân, trong làm ăn kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai tuổi, sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá bạo dạn. Tuổi Tân Hợi là người làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp tuổi Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Tuổi Tân Hợi với tuổi Dậu, có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Dậu sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm các công việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Tân Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt, nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Tân Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Tân Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Dậu. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tuất, nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Tân Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Tuất. Tuổi Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Tân Hợi và tính trung thực của tuổi Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Tuổi Tân Hợi với tuổi Hợi, nếu hai người tuổi Hợi là các đối tác kinh doanh, thì họ nên chọn ngành nghề nào mà cả hai cùng có niềm tin, nếu không họ sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuổi Tân Hợi không lười biếng, họ có khả năng nỗ lực rất nhiều, với điều kiện họ phải tin vào việc đang làm. Văn phòng nơi hai người cùng con giáp này làm việc sẽ khá tiện nghi, thậm chí được lắp cả bồn tắm hơi, khách đến công ty sẽ được phục vụ rất tận tình và chu đáo. Quý khán giả thân mến, quả báo có nghĩa là bạn cho đi điều gì sẽ được đền đáp lại điều đó. Những gì bạn nhận được bây giờ dù tốt hay xấu đều là quả báo của bạn. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói, ở đời vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt,
mà do hành động của chính mỗi người. Ví dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại, người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí sao? Chẳng phải là nhà cao, xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý danh vọng sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên thì sẽ trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật giải, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến, thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước càng bình yên, một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già, còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài, danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài, danh vọng không thể đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định, khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo, ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm, khổ đau, còn kẻ ác được thịnh vượng, trường thọ. Luật nhân quả không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp. Nếu như sống ác độc quá, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý khán giả làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý khán giả đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Trên đây là tử vi của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.